đất này là thì sau hồi trước ấy, là ở đây nó dễ hơn ấy, là hợp tác xã thì cái huyện Cẩm Giàng mình ấy, nó còn là nó không như thời bây giờ, nghĩa là gia đình mà có ai lập gia đình ấy, đông người là người ta phân họ cắt đất cho ra ở ba mươi thì trước nhá, tôi ở đường quốc lộ ngoài kia, chính bản thân tôi ở ngoài đó, rồi sau khi nó chuyển đổi được 500 km bắt tôi thì tôi còn những anh kia là anh hy sinh hơn cả rất là trong, bây giờ ông trưởng bây giờ tôi là đứng thứ hai.